với cả mon ủ, các bạn thấy chưa? Đây, ốc rất là thích ăn món mon ủ của mình ủ này. Đó, còn ở dưới đáy là có những con ốc đang bò để mà ăn những cái chất cặn thừa đây. Đấy, quan sát chưa? Tất cả ốc trong ao đây thu hút đến để mà ăn món mon ủ này. Đấy, còn lại các cái loại thức ăn khác thì con ốc sẽ bò đi. Đó, thì cái lá sắn bây giờ nó cũng ít ăn nữa, nó chuyển sang ăn mon ủ thôi. Được chưa? Đó. Các bạn thấy chưa? Món mon ủ này con ốc rất là khoái khẩu bởi vì rất dễ tiêu hóa. Đó. Cộng thêm nữa là cảm gà nhiều chất khoáng với đạm. Đây, thu hút cái mùi vị đến. Con ốc rất là thích ăn. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Đó, ao đất bạc này, không thể ao đất đâu. Thì ao bạc nghèo dinh dưỡng cho nên chúng ta phải cho ăn bổ sung khoáng bằng cách là cho ăn cảm gà nhé. Các bạn thấy chưa, ốc tập trung toàn bộ ốc trong mương của mình lại đây cả rồi. Đó. Rất nhiều. Có những cái thuốc là diệt khuẩn rồi khử khuẩn ao nuôi rồi để thuốc tím rồi những cái thuốc phân hủy đáy hồ ao để ngăn chặn vi sinh vật phát triển rồi này nọ vậy thôi, còn chưa có thuốc đặc trị. Nên các bạn lưu ý là khi chăn nuôi chúng ta là phải chú ý nhé. Con ốc rất là nhạy cảm trong vấn đề là thời tiết và cái yếu tố nước trong ao nuôi của chúng ta nhé. Do cái ao bạt đặc biệt là cái ao bạt này, cái độ thẩm thấu về cái chất thải xuống đất là không có này, coi như là bằng không luôn này, chỉ có bay hơi lên những cái làm mất cái chất lượng nước thôi. Đó. Bay hơi là mà động lại, nó cô động lại những cái chất độc trong nước thôi, nên là rất là cái bất lợi cho người nuôi bạt, gây cái yếu thế trong cái quá trình sản xuất, nên là mang lại lợi nhuận kinh tế không cao. Đó, lợi thế bây giờ chỉ mang lại cho những người nuôi ao đất thôi. Còn ao bạt thì thường thường là chúng ta sẽ tiến hành sản xuất chúng thì nó phù hợp hơn là nuôi thương phẩm nhé. Nuôi thương phẩm thì nó chậm phát triển lắm, không có lợi nhuận đâu. Đó, một lời khuyên của một người nuôi ốc đã lâu rồi nhé.